sẽ lên núi là cảm thấy là ớn lạnh xương sống rồi. Cảm thấy đầu tiên của mình đó là rất sung sướng. Nhưng mà tiếp theo cái sự hào hứng đó là một sự kinh khủng. Vừa đi vừa phải tìm đường này, vừa phải dùng tay là vạt hết cả lá ra này. Kinh khủng nhất là mấy con muỗi rất là bự. Đá gặp ghen. Mình mà sơ sẩy một chút là mình đi là mình sẽ bị té liền luôn. Mỗi người sẽ phải đeo một cái ba lô, nam phải có 40 chai nước nhỏ, nữ thì phải là 20 chai. Kèm 40 ký mỡ quắt lên người thì ôi thôi, cả cái đôi vai của mình nặng trĩu xuống luôn. Cứ đi lên một bậc thì là chân tay nó run lẩy bẩy lên luôn. Nó mệt, chỉ sợ là bị ngã ra đằng sau thôi. Kiểu như mình bò lên cho tới nơi. Thứ mệt mỏi đều tan biến hết và thay vào đó là những niềm vui. Và mình cảm thấy hôm nay đúng là một thử thách tuyệt vời. Chinh phục thử thách nhau luôn.